Giá lợn hơi hôm nay tiếp tục giảm nhẹ tại các tỉnh phía Nam, tại hai miền Bắc và Trung thì giá không biến động lớn, phổ biến trong khoảng 68 đến 72.000 đồng một kg. Tại khu vực miền Bắc, thị trường lợn hơi hiện giao dịch phổ biến trong khoảng 67 đến 68.000 đồng một kg. Hưng Yên giảm nhẹ 1.000 đồng một kg xuống còn 67.000 đồng một kg, ngang bằng với Bắc Giang, Lào Cai, Thái Nguyên, Phú Thọ và Tuyên Quang. Còn tại Vĩnh Phúc và Ninh Bình, mức thu mua tăng từ 1 đến 2.000 đồng một kg lên ngưỡng 68.000 đồng một kg. Giá lợn hơi tại miền Trung, Tây Nguyên gần như không thay đổi so với ngày trước đó, được thương lái thu mua trong khoảng từ 67 đến 71.000 đồng một kg. Thị trường lợn hơi miền Nam ghi nhận mức điều chỉnh giảm nhẹ ở một số địa phương, cùng giảm 1.000 đồng một kg. Bạc Liêu và Bình Dương hiện đang giao dịch với giá 70.000 đồng một kg. Tương tự, giá tại Vĩnh Long cũng điều chỉnh về mốc 70.000 đồng một kg, giảm 2.000 đồng một kg so với ngày hôm qua. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết việc giá lợn liên tục giảm là kết quả của việc đẩy mạnh tăng đàn, tái đàn và nhập khẩu một phần thịt lợn bị thiếu hụt do dịch tả lợn châu Phi. Và theo tính toán, sản lượng thịt lợn những tháng cuối năm của Việt Nam sẽ được đảm bảo. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, với dân số hơn 2 tỷ người, cộng đồng Hồi giáo trên toàn thế giới được xem là khối thị trường đầy tiềm năng cho các mặt hàng nông sản của Việt Nam. Nhưng để đưa được các sản phẩm Việt vào nhóm thị trường này, các doanh nghiệp và nhà sản xuất trong nước sẽ phải tuân thủ những quy định rất đặc thù của cộng đồng người Hồi giáo, được gọi tắt đó là chứng nhận HALA. Với chứng nhận này thì ngoài các yêu cầu mang tính kỹ thuật về an toàn thực phẩm, xuất xứ hàng hóa thông thường thì còn kèm theo các cái yêu cầu bắt buộc mang yếu tố tín ngưỡng và tâm linh. Những nội dung này còn khá mới với các doanh nghiệp Việt Nam. Vâng, và để giúp cho các doanh nghiệp và nhà sản xuất chế biến nông đặc sản của Việt Nam có thể nhanh chóng tiếp cận được với thị trường cộng đồng người Hồi giáo, thì mới đây Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tổ chức diễn đàn tiềm năng thị trường thực phẩm HALA toàn cầu và cơ hội với Việt Nam. Rất nhiều các doanh nghiệp đã thực sự được tạo cơ hội để hiểu và tiếp cận với thị trường thực phẩm lên đến khoảng 1,4 tỷ đô la này. Chè, cà phê và một số sản phẩm thực phẩm khác trên kệ này đã xuất đi một vài nước Trung Đông, châu Phi. Tuy nhiên, số lượng thì rất khiêm tốn. Riêng nhãn hàng này đã đạt chứng nhận HALA, một loại chứng nhận của chuỗi thực phẩm dành riêng cho người Hồi giáo. Tức là có thể xuất đi tất cả các nước Hồi giáo khi đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm, xuất xứ hàng hóa và yếu tố tín ngưỡng của Hồi giáo. Đối với các cái thị trường ở HALA thì là chủ yếu là cộng đồng người Hồi giáo, nên là chúng tôi rất quan tâm đến những cái yêu cầu về cái chất lượng của sản phẩm để đưa vào thị trường HALA. Cái chứng nhận HALA tức là nó dựa vào cái luật đạo Hồi. Hầu như khi mà đi gặp các doanh nghiệp thì chúng tôi phát hiện là hầu như họ đã đạt rồi. Nhưng mà vấn đề làm sao họ phải có một cái giấy thông hành để họ chứng minh với người theo đạo Hồi là tôi đã đủ điều kiện rồi. HALA là khối thị trường thực phẩm có quy mô tiêu dùng khoảng 1.400 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam được đánh giá là có lợi thế rất lớn khi tham gia vào thị trường HALA, bởi 62% dân số Hồi giáo thuộc khu vực châu Á và không xa lạ với các doanh nghiệp Việt Nam. Cùng với đó, nhiều mặt hàng Việt Nam cũng đã xuất khẩu lâu năm sang Trung Đông, châu Phi, nơi có khoảng 30% dân số Hồi giáo. Vấn đề còn lại là tổ chức cấp chứng nhận HALA cho cộng đồng doanh nghiệp. Ngành nông nghiệp chúng ta đang rất nỗ lực trong cái việc là nâng cao cái sản xuất chế biến trong nước. Và nâng cao cái sản xuất chế biến trong nước thì chúng ta phải đáp ứng làm sao hợp quy về HALA để mà sản phẩm chúng ta bước vào thị trường các nước, vừa mang thêm cái giá trị gia tăng nhưng mà cạnh tranh được với những cái sản phẩm người ta đang có. Hiện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang phối hợp với Bộ Ngoại giao và các bộ ngành liên quan xây dựng các cơ chế phối hợp và kết nối với các nước thuộc khối thực phẩm HALA để các ngành hàng nông sản thực phẩm Việt Nam có thể tiếp cận với chuỗi cung ứng HALA, tận dụng các lợi thế khi Việt Nam tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Còn nhiều vấn đề để mà chúng ta phải cung cấp cái thông tin nhiều hơn cho cái cộng đồng doanh nghiệp của Việt Nam chúng ta, nếu mà những cộng đồng doanh nghiệp đó để người ta làm sao người ta quan tâm hơn và tạo điều kiện người ta có được cái giấy chứng nhận cũng như là có một cái quy trình để mà sản xuất đúng theo cái yêu cầu của các cái quốc gia Hồi giáo. Được biết, khi tham gia thị trường thực phẩm HALA, ngoài yếu tố tín ngưỡng trong các chứng nhận của cộng đồng Hồi giáo OIC, các sản phẩm nông sản thực phẩm sẽ phải đáp ứng các chứng nhận ISO 22000 hoặc Codex GAC. Các sản phẩm tiềm năng hiện nay của Việt Nam có thể cung cấp cho khối HALA chủ yếu là gạo, cao su, chè, tiêu, điều, cà phê và các loại thủy sản.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm vừa qua thì xuất khẩu gỗ và lâm sản đã trở thành ngành xuất khẩu chủ lực mang lại kim ngạch cả chục tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Và tính đến giữa tháng 11 này, giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản đã đạt hơn 11,7 tỷ đô la Mỹ, tức là đã tăng 15% so với cùng kỳ của năm 2019. Với tốc độ tăng trưởng từ 12 đến 15% một năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đặt mục tiêu đến năm 2025, giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản của Việt Nam đã đạt con số là 20 tỷ đô la Mỹ. Tuy vậy thì tốc độ tăng trưởng này cũng đang đứng trước các thách thức vì khan hiếm nguồn gỗ nguyên liệu. Nhằm giải bài toán đầu vào cũng như là phát triển bền vững, Bộ này đang tích cực tham mưu và chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh trồng rừng gỗ lớn để chủ động nguyên liệu thay vì là phải phụ thuộc nhập khẩu như hiện nay. Năm 2007, tỉnh Quảng Trị bắt đầu thực hiện mô hình trồng rừng theo hệ thống các tiêu chuẩn về chứng nhận nguồn gốc gỗ cho các nhà khai thác FSC. Đến nay, tỉnh Quảng Trị có 22.000 hecta trên tổng số 30.000 hecta rừng trồng được cấp chứng chỉ FSC, đứng thứ hai cả nước sau Tuyên Quang. Tỷ lệ độ che phủ rừng nhờ đó cũng tăng lên 49%. Nhờ vậy, nhiều công ty lâm nghiệp đóng trên địa bàn đã phần nào chủ động được nguồn nguyên liệu cho sản xuất, chế biến gỗ. Từ khi tham gia rừng trồng chứng chỉ FSC thì cái hiệu quả kinh tế mang lại là cao hơn so với rừng trồng truyền thống từ 20 đến 30%. Và cái định hướng của công ty trong những năm tới thì tiếp tục là thực hiện theo cái bộ tiêu chí của chứng chỉ FSC đưa ra và để tạo thêm doanh thu và lợi nhuận cho công ty cũng như là người lao động. Đây là nguồn nguyên liệu có truy xuất nguồn gốc, có xuất xứ rõ ràng. Thứ hai là nó giúp cho cái người trồng rừng là tiêu thụ được sản phẩm. Thế và cái thứ ba ấy là chúng ta giảm cái gỗ nhập khẩu, tức là giảm cái rủi ro rất nhiều trong cái việc là truy xuất nguồn gốc gỗ. Bởi vì là hiện nay thì cơ bản là cái nguồn gốc gỗ nhập khẩu chúng ta là có xuất xứ, nhưng mà cái việc quản lý của nó là cũng gặp nhiều khó khăn hơn. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện sản lượng gỗ khai thác mỗi năm từ rừng trồng tập trung là khoảng 20 triệu mét khối, gỗ cao su thanh lý và cây phân tán là 10 triệu mét khối. Còn lại gỗ nguyên liệu nhập khẩu từ 7 đến 8 triệu mét khối. Đến nay, Việt Nam đã chủ động được hơn 70% gỗ nguyên liệu có nguồn gốc xuất xứ. Để đạt được mục tiêu đến năm 2025, giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt 20 tỷ đô la Mỹ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhấn mạnh Việt Nam cần đẩy mạnh trồng rừng gỗ lớn, thậm chí tiến tới không phải nhập khẩu nguyên liệu. Nhập khẩu nguyên liệu chúng ta bị cơ bản là nhập khẩu bán thành phẩm. Chứ còn gỗ tròn không còn đáng kể nữa đâu. Cái nguồn này không còn đáng kể nữa. Thì cũng chỉ tính quy tròn, cái nguồn này cũng vẫn có thể giữ được khoảng 10 triệu mét khối. Thì chúng ta phải có 50 triệu mét khối. Thì cái ngành, cái nguyên liệu trong nước này làm sao đó phải tăng lên đối với cái rừng trồng tập trung khoảng 30 triệu vào năm 2025. Thì cái việc này có thể chúng ta làm được. Chúng ta không muốn nhận. Tôi muốn nói với cậu. Bên cạnh đẩy mạnh xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, việc xuất khẩu lâm sản ngoài gỗ như quế, hồi, sa nhân cũng cần được chú trọng. Cụ thể năm nay cần đạt giá trị khoảng 700 triệu đô la Mỹ, tốc độ tăng trưởng đạt 30%, đặt mục tiêu đến năm 2025 đạt 1,7 tỷ đô la Mỹ.